Em bác sĩ bảo là bệnh em nặng lắm, phải xuống gấp Sài Gòn. Phải xuống Sài Gòn? Xuống bệnh viện nào? Bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ kêu là xuống gấp Sài Gòn, nhưng mà em chưa có xuống. Thế thì sao em không xuống đi mà em lại còn ở nhà? Em không có tiền. Không có tiền. Trời ơi. Bác sĩ thì kêu là đi xuống Sài Gòn gấp, nhưng mà em không có tiền nên là em về nhà luôn. Thế thì chồng em đâu rồi? Chồng em đi vay tiền. Chồng em đi vay tiền? Dạ. Đi lâu chưa? Dạ, đi từ hồi sáng. Đi từ hồi sáng? Dạ. Trời ơi. Chồng của em đi mượn như vậy là có đem điện thoại theo không? Dạ, có. Em thử gọi điện cho chồng em hỏi xem là chồng mượn được tiền chưa. Nếu mà chưa mượn được thì cứ kêu chồng em về đi, kêu là có anh Trọng lên thăm. Trọng đang kêu em ấy thử gọi cho chồng của em ấy xem tình hình thế nào rồi. Xong rồi kêu chồng nếu mà mượn được hay không mượn được thì cũng đi về luôn nhá. Để anh Trọng gặp. Anh nói chuyện với anh Trọng tí này. Dạ dạ. Chồng em tên gì? Dạ tên Khôn. Khôi. Khôn. Khôn. Chào em nhá. Dạ em chào anh Trọng ạ. Ừ, chắc là em biết anh rồi đúng không? Tại vì hôm bữa anh có lên quay phim của em á. Dạ dạ em biết anh ạ. Em đang đi đâu vậy? Dạ em đang đi mượn tiền để đưa vợ em đi chữa bệnh trên Sài Gòn anh ạ. Nhưng mà có mượn được chưa? Dạ em mượn nhiều người quá, giờ người ta không cho mượn nữa anh. Bây giờ em chạy về nhà được không? Tại vì ngày hôm nay anh lên anh thăm tình hình vợ của em. Bây giờ em chạy về nhà đi. Xong rồi anh nói chuyện với em một tí. Dạ dạ dạ. Ừ, bây giờ là anh đang ở nhà của em này. Em chạy về nhá. Mẹ của em thì mất rồi. Ba thì cũng bị bệnh. Con của em thì đang gửi người gì bà con đang ở gần nhà cả nhà. Xin chào tất cả mọi người, mình là Trọng đây. Ngày hôm nay là anh em Trọng đang trên đường quay trở lại thăm một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, được khán giả quan tâm rất là nhiều luôn. Để Trọng nhắc lại cho tất cả khán giả nhớ nhá, cách đây cứ khoảng nửa tháng, Trọng có chia sẻ lên một cái video về hoàn cảnh của một em gái năm nay là 20 tuổi. Gia đình em là người đồng bào dân tộc thiểu số, thì hoàn cảnh của gia đình em rất là khó khăn luôn. Em mới sinh em bé xong, nhưng mà hiện tại bây giờ là em đang mang trong mình những cái căn bệnh quái ác á. Ngày Trọng lên Trọng thăm thì cái khuôn mặt của em, tay chân của em bị sưng phù lên luôn. Em mới sinh em bé được có 5 tháng nay thôi, nhưng mà em bệnh nặng như vậy nên là em không có khả năng để nuôi con. Thành ra là phải gửi con của em cho bà con hàng xóm ở xung quanh họ nuôi hộ và giúp đỡ cho gia đình của em. Thì Trọng biết được cái tin tức này á, là do được bà con ở xung quanh đó, họ thấy gia đình của em này rất là khổ luôn, nên là họ mới liên hệ cho Trọng rồi nhờ Trọng lên đó Trọng thăm á. Thì hôm bữa Trọng cũng có lên Trọng thăm, rồi Trọng cũng vào, rồi Trọng cũng có quay video lại để chia sẻ về hoàn cảnh của em á. Thì mới biết được câu chuyện là từ cái ngày em sanh em bé ra là suốt 5 tháng trời em bị bệnh nặng, cũng không có đi lại được luôn, mà gia đình lại không có tiền để đưa em đi điều trị bệnh. Thành ra lúc đó là Trọng có trao cho 5 triệu rưỡi số tiền của Mạnh Thường Quân ở bên Trọng để gia đình đưa em đi điều trị bệnh ở bệnh viện. Bữa giờ là em từ cái ngày Trọng lên Trọng thăm, Trọng đưa tiền, cái là ngày hôm sau là gia đình của em đưa em đi bệnh viện luôn. Bữa giờ là em đang nằm ở bệnh viện thành phố Bảo Lộc của tỉnh Lâm Đồng. Nhưng mà ngày hôm qua thì em được về nhà rồi. Cái lý do là tại vì bây giờ là cái bệnh tình của em trở nặng quá. Bệnh viện là họ chuyển em đi lên trên cao hơn, là đi lên trên Sài Gòn. Nhưng mà gia đình của em á, thì lại không có tiền để đi lên Sài Gòn á, nên là gia đình của em là xin về nhà. Hiện tại bây giờ là đang về nhà. Ngày hôm qua là cái người dì
cái người gì mà của em có liên hệ cho Trọng thì nói là bây giờ là đang ở nhà, nên là ngày hôm nay là Trọng tính đi lên trên này Trọng thăm, rồi Trọng quay phim lại rồi chia sẻ lên cho khán giả cùng xem nhé. Với lại có một cái tin cũng rất là quan trọng Trọng muốn cập nhật ngay đầu video cho tất cả khán giả biết luôn, là sau gần nửa tháng Trọng chia sẻ cái video của hoàn cảnh này lên thì các cô chú khán giả và Mạnh Thường Quân ở bên Trọng cũng xem được video và giúp cho gia đình của em một số tiền rất là lớn. Thì chút xíu nữa là Trọng sẽ lên Trọng thăm, rồi Trọng sẽ trao cái số tiền rất là lớn này cho gia đình của em để gia đình của em đi chữa bệnh nha cả nhà. Thì bây giờ Trọng không dài dòng nữa, mời cả nhà tiếp tục xem cái video này nhé. Chào tất cả mọi người. Thì nãy giờ là sau hơn mấy tiếng đồng hồ di chuyển thì Trọng đã đi tới nhà của cái hoàn cảnh này rồi. Bây giờ là Trọng đang đứng ở trước cổng đường đi vào trong nhà của cái hoàn cảnh này. Ngày hôm qua thì Trọng nghe tin được người dì của bé báo là bé được bệnh viện họ cho về. Để không phải là bệnh viện cho về cả nhà, bệnh viện họ muốn chuyển bé đi lên trên Sài Gòn để điều trị. Tại vì bây giờ cái bệnh tình là nặng hơn hôm bữa luôn cả nhà. Nhưng mà gia đình của bé này thì hiện tại là họ không có tiền, thành ra là bệnh viện ở trên này họ muốn chuyển đi nhưng mà gia đình thì lại xin về, là tại vì chưa có xoay sở được tiền bạc cả nhà. Thôi bây giờ là Trọng không nói nhiều nữa. Nãy giờ thì Trọng cũng đã giới thiệu cho cả nhà, nói sơ qua cho cả nhà biết cụ thể về cái sự việc ngày hôm nay rồi. Bây giờ là Trọng lên Trọng thăm kia nha cả nhà. Cái ngôi nhà phía bên cạnh kìa là cái ngôi nhà của cái hoàn cảnh này. Trọng đi từ xa thì Trọng nhìn thấy đây là chú này, hình như là bố của cái em Ca Thuyên này cả nhà. Lần nào lên cũng gặp chú ngồi ở đây. Cháu chào chú nhá. Vâng, chú khỏe không? Khỏe. Chú gạch thương. Chú gạch cái này nhá. Chú còn nhớ cháu không? Nhớ. Hôm bữa cháu vào thăm nhà chú đây. Nhớ rồi. Thì chú ngồi ngoài này làm gì đây? Để nó mát. Mát à? Ngồi trong nhà nóng đúng không? Nóng. Nên là ngồi ngoài này. Ngoài này. Vâng. Chú năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Năm mấy. Năm mươi mấy. Đây là chú là bố của em Ca Thuyên, cái bé gái mà video lần trước Trọng cũng có quay lên rồi. Với lại là nãy giờ Trọng cũng giới thiệu với cả nhà. Thì bản thân của chú này luôn là chú cũng đang bị bệnh với cả nhà, nhưng mà cũng chưa đi khám, không biết chính xác là bệnh gì. Nhưng mà cả nhà xem chân của chú, có cả nhà có thể thấy là bị sưng lên này. Chú có thể bỏ hai chân ra cho cháu xem với, cho cháu quay phim với cả nhà xem là bàn chân với cả ống chân của chú sưng lên này. Hôm bữa là còn có cái tấm hình mà bà con ở đây họ gửi cho Trọng, là Trọng thấy cái bụng của chú là còn phình to lên nữa cơ, nhưng mà bây giờ thì xẹp đi rồi. Lúc trước bụng của chú là to lên đúng không? Cái này xẹp rồi. Nhưng mà chú chưa đi khám bệnh đúng không? Khám rồi. Khám rồi à? Ừ. Họ nói là bị bệnh gì? Bị đủ kiểu, ba kiểu, ba loại bị. Vâng. Bị đau lưng này, đau tim này. Không, cái bệnh chính mà để chân tay chú chân bị sưng sưng lên như vậy là chú chưa khám đúng không? Chưa. Chú ca gì? Ca Quân. Ca Quân. Cháu hôm qua gì em gái của chú gọi cho cháu là con của chú mới về đúng không? Mới về hôm qua. Mới về hôm qua. Ừ. Thế thì con của chú là hết bệnh chưa hay là như nào mà được về vậy? Bác sĩ biểu về nặng quá không được đi Sài Gòn. Đi Sài Gòn. Ừ. Nhưng mà bây giờ là còn ở nhà không? Còn. Còn ở nhà. Đang trong nhà. Đang nhà. Đi chú, cháu mình vào trong nhà để cháu thăm em nhá. Ừ. Đi, chú đi cùng cháu vào trong nhà với. Chú này là cũng bị bệnh luôn này cả nhà, nhưng mà chú vẫn chưa đi khám bệnh. Trong nhà thì có hai cha con đều bị bệnh. Cho cháu mượn cái mic nào chú. Vâng, chú vô chú ngồi ghế kế em đi. Đây này cả nhà, em Ca Thuyên. Anh chào Thuyên nhá. Vâng, chào em. Thì Trọng lấy cái ghế. Em còn nhớ anh không? Ừ, anh Trọng hôm bữa anh lên thăm em này. Em mới về Sài Gòn à? À, em mới từ Bảo Lộc về à? Dạ, vâng. Về ngày hôm qua? Dạ. Bệnh tình em bây giờ sao rồi? Dạ, bác sĩ bảo là xuống Sài Gòn. Bác sĩ kêu xuống Sài Gòn? Dạ. Nhưng mà bây giờ em cảm thấy ở trong người thế nào? Đau. Đau à?
Có đỡ hơn hôm bữa không hay là em thấy nặng hơn hay như nào? Đau nhiều hơn. Đau nhiều hơn. Nhìn khuôn mặt của em ấy vẫn còn sưng. Em mới mua cái giường này à? Dạ, người ta cho. Người ta cho. Người ta cho ở đâu vậy? Trong bệnh viện. Trong bệnh viện. Có cái giường như này thì em ấy nằm có vẻ nó đỡ mệt hơn như là hôm trước. Hôm trước Trọng lên thì không có giường, không có ghế, rồi em ngồi bệt ở dưới đất nhìn rất là tội luôn. Em ngồi dậy được không? Em ngồi dậy em nói chuyện với anh Trọng một tí nhá. Dạ. Anh hỏi em, hỏi thăm em một tí. Trời ơi, thấy em vẫn còn đang rất là yếu luôn này cả nhà. Có dậy nổi không? Trời ơi. Chân của em vẫn còn sưng kìa cả nhà. Em kéo ống quần lên hộ anh Trọng được không? Bên này luôn em. Anh Trọng gài cái này nhá. Anh nói chuyện với em nhá. Từ từ để anh gài lại cái này nào. Sao lại khóc vậy? Đau. Đau à? Ngồi dậy đau đúng không? Trọng mới nói chuyện có vài tiếng mà lại nước mắt em lại đầm đìa rồi kìa cả nhà. Nhưng mà cố gắng ngồi nói chuyện với anh một tí được không? Được đúng không? Thế là bữa giờ nằm ở bệnh viện Bảo Lộc nhưng mà mình cũng không thấy là khỏe hơn à? Bây giờ là bác sĩ nói thế nào đây? Bác sĩ bảo là bệnh em nặng lắm, phải xuống cấp Sài Gòn. Phải xuống Sài Gòn? Dạ. Xuống bệnh viện nào? Ở bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ kêu là xuống cấp Sài Gòn nhưng mà em chưa có xuống. Dạ. Thế thì sao em không xuống đi mà em lại còn ở nhà? Em không có tiền. Không có tiền. Trời ơi. Bác sĩ thì kêu là đi xuống Sài Gòn gấp nhưng mà em không có tiền nên là em về nhà luôn. Dạ. Thế thì chồng em đâu rồi? Dạ, chồng em đi vay tiền. Chồng em đi vay tiền. Dạ. Đi lâu chưa? Dạ, đi từ hồi sáng. Đi từ hồi sáng? Dạ. Thế là có mình em với cả bố em ở nhà thôi à? Dạ. Như là có cô em nữa. Cô em? Dạ. Thế bé nhỏ của em mà gửi cho cô đâu rồi? Dạ, cô đang chồng. Cô đang bế ở nhà bên luôn đúng không? Dạ. Bác sĩ thì kêu đi Sài Gòn. Thì em này mới về ngày hôm qua nhưng mà không có tiền đi Sài Gòn nên là đang ở nhà, chồng thì đang đi mượn tiền. Nên chồng em đang tính đi mượn bao nhiêu tiền để xuống Sài Gòn? Em cũng biết nữa anh, tại chồng em đi lâu mà, đến giờ chồng em vẫn chưa gọi điện cho em biết nữa. Nhưng mà hai vợ chồng tính có khoảng bao nhiêu thì mới xuống gì đây? Em nghĩ là tầm, nếu có nhiều thì 20 hoặc 10 là được. Trời ơi, nhìn cả nhà, Kiệt quay gần cho cả nhà xem. Nhìn cái khuôn mặt của em sưng mà cái môi của em là nó trắng bợt luôn cả nhà. Là nhìn thấy sức khỏe của em rất là yếu luôn đấy cả nhà. Thế em thiếu máu nữa. Em thiếu máu nữa đúng không? Chồng thì đi mượn tiền từ sáng tới giờ là không biết là có được hay không. Chồng đi mượn xa không hay là ở gần đây? Dạ cũng xa. Trời ơi. Bây giờ em nằm viện là bao nhiêu ngày? Dạ tầm 13-14 ngày. 13-14 ngày? Dạ. Là cái hôm mà anh Trọng lên thăm rồi anh trao cho em 5,5 triệu là từ lúc đó tới giờ là em nằm viện luôn đúng không? Dạ. Nằm viện 13-14 ngày. Vậy là chắc là cái số tiền mà 5,5 triệu anh trao cho em là chắc là cũng hết rồi à? Hay là còn hay như nào? Dạ, em đóng hết trong bệnh viện. Đóng hết trong bệnh viện rồi? Dạ. Ôi ôi. Thấy thương không cả nhà? À Thuyên, còn bố của em, cái bệnh mà bố của em mà bị sưng tay sưng chân với cả phình bụng ngày hôm trước là bố em bị bệnh gì đây? Dạ, tim, gan, phổi, rồi xuyến.
Bây giờ là cả hai bố con đi khám bệnh, à đều bị bệnh luôn. Nhưng mà có một mình em nằm viện tại vì em đang nguy kịch đúng không? Dạ, nhà em nhiều bệnh lắm anh, nhiều người lắm anh. Anh trai thứ hai của em thì bị gan. Thế thì chồng là sáng giờ chồng đi mượn tiền đúng không? Dạ. Bây giờ anh hỏi Thuyên câu này. Rồi ví dụ mà chồng của em không, bây giờ em cũng không biết là chồng mượn được hay không đúng không? Dạ. Rồi ví dụ mà không mượn được tiền thì sao? Cũng không biết nữa. Nhưng mà không mượn được chắc em không đi được thế kia. Vậy là mình lại phải ở nhà. Dạ. Trước lúc anh lên thăm em là em đã ở nhà suốt 5 tháng như vậy rồi, em không đi khám bệnh đúng không? Dạ. Anh lên thăm xong rồi hôm bữa em mới lên Bảo Lộc em khám đúng không? Bây giờ thì Bảo Lộc kêu xuống Sài Gòn. Dạ. Trời ơi. Chồng của em đi mượn như vậy là có đem điện thoại theo không? Dạ có. Em thử gọi điện cho chồng em hỏi xem là chồng mượn được tiền chưa. Nếu mà chưa mượn được thì cứ kêu chồng em về đi, kêu là có anh Trọng lên thăm. Chồng của em biết anh mà đúng không? Dạ. Hôm bữa anh đăng video lên thì chồng em chắc cũng xem được rồi. Dạ. Ừ, bây giờ em thử gọi cho chồng của em đi, xem là mượn được tiền chưa. Tay của em không có được hoạt động bình thường à? Dạ, run. Run à? Em gọi em nói chuyện bằng tiếng kinh luôn nhá. Dạ. Để cho anh Trọng nghe xem thế nào. Trọng đang kêu em ấy thử gọi cho chồng của em ấy xem tình thế nào rồi. Xong rồi kêu chồng nếu mà mượn được hay không mượn được thì cũng đi về luôn nhá. Dạ. Để anh Trọng gặp. Tay của em ấy đang không có được khỏe nên là run hết cả nhà. Nên là em ấy chậm. Bây giờ em đang gọi cho chồng của em này cả nhà. Alo. Đang ở đâu đây? Alo. Đang ở đâu? Dạ, chồng đang đi mượn tiền. Chồng đang đi mượn tiền. Mượn có được không? Dạ, chồng chưa biết nữa, chồng đang đi mượn. Chắc chồng mượn nhiều người quá, người ta không cho mượn nữa. Không mượn được á? Dạ, không mượn được. Không mượn được gì. Đi về đi, có anh chồng đến thăm này. Dạ, dạ. Được. Tí chồng đang đi về nè. Anh nói chuyện với anh Trọng tí này. Dạ, dạ. Chồng em tên gì? Dạ, tên dạ. Khôn. Khôi. Khôn. Chào em nhá. Dạ, em chào anh Trọng ạ. Ừ, chắc là em biết anh rồi đúng không? Tại vì hôm bữa anh có lên quay phim của em á. Dạ, dạ em biết anh ạ. Em đang đi đâu vậy? Dạ em đang đi mượn tiền để đưa vợ em đi chữa bệnh trên Sài Gòn anh ạ. Nhưng mà có mượn được chưa? Dạ em mượn nhiều người quá, giờ người ta không cho mượn nữa anh. Bây giờ em chạy về nhà được không? Tại vì ngày hôm nay anh lên anh thăm tình hình vợ của em. Bây giờ em chạy về nhà đi. Xong rồi anh nói chuyện với em một tí. Dạ, dạ, dạ. Ừ, bây giờ là anh đang ở nhà của em này. Em chạy về nhá. Ok, em về luôn nhá. Dạ, dạ, dạ. Rồi, ok em. Chắc là chồng của em sẽ về luôn đúng không? Dạ. Thì nãy giờ là Trọng nói chuyện với chồng của em Ca Thuyên. Thì em ấy cũng nói chuyện với chồng của em thì như cả nhà nghe rồi là chồng của em là chưa mượn được tiền để đi bệnh viện cả nhà. Nãy chồng em nói là đã mượn nhiều rồi nên là bây giờ mượn không được à? Thế là trước đây là hai vợ chồng em là cũng đã mượn tiền rồi. Lúc đó mượn tiền là để chữa bệnh hay là mượn tiền để làm gì? Dạ, chữa bệnh cho em mượn. Đi khám. Trước đây là đã mượn rồi nên giờ là mượn không được. Dạ. Người hợp chồng mượn không được tiền như vậy thì em tính sao Thuyên? Thế buồn lắm anh.
Hiện em không có tiền để đi. Trời ơi. Mẹ của em thì mất rồi. Yeah. Ba thì cũng bị bệnh. Con của em thì đang gửi người gì bà con đang ở gần nhà cả nhà. Qua giờ về thì em có gặp con không, gì có bế con qua cho em gặp không? Không. Có đúng không? Nhưng mà em đâu có bế được đâu đúng không? Không. Nhà của dì là nhà nào vậy? Nhà bên kia. Bên kia? Dạ. Dì của em tên gì nhỉ? Dạ, Ca Bà Rịu. Ca Bà Rịu. Bây giờ dì có nhà không? Có. Có bé ở nhà luôn đúng không? Dạ. Bây giờ, tại vì bây giờ đang đợi chồng của em về, thành ra bây giờ anh qua anh nói chuyện với dì của em một tí nhá. Yeah. Bây giờ là chắc là Trọng đằng nào cũng phải đợi chồng của em về để Trọng mới nói chuyện tiếp cả nhà. Thành ra là chắc bây giờ Trọng qua bên kia nói chuyện cùng dì của bé một tí. Thấy em ấy khóc suốt như vậy thì Trọng cũng thấy rất là tội luôn cả nhà. Sao mà em khóc suốt thế? Ý là em cảm thấy đau trong người đau hay là tâm trạng của em buồn hay như nào? Vừa đau vừa buồn. Vừa đau vừa buồn đúng không? Trời ơi. Chắc là bây giờ trong đầu của em chắc suy nghĩ nhiều lắm đúng không? Vì là bây giờ trong tâm trạng của em có điều gì em để ở trong lòng em muốn nói ra không? Em nói ra cho anh Trọng nghe đi xem anh có hiểu được phần nào. Em sợ mất lắm, sợ mất không sợ được chăm con. Em sợ em mất à? Dạ. Không có cơ hội để chăm con. Trời ơi. Em sợ cái điều đó lâu chưa? Lâu. Từ lúc em mang bầu. Em sợ em. Khi em mất em sợ không có ai chăm con của em. Từ lúc em mang bầu là em đã sợ rồi. Dạ. Em Ca Thuyên này thì em bị bệnh là từ lúc 14 tuổi đúng không? Dạ. Em bị bệnh từ lúc 14 tuổi luôn ở nhà. Xong rồi lúc em lấy chồng rồi em có bầu em sanh con ra là em cũng đang mang bệnh. Nhưng mà từ lúc sanh con ra thì tại vì gia đình đang khó khăn rồi, mà có thêm một đứa bé nữa thì gia đình sẽ khó khăn nhiều hơn. Nên là lúc mà sanh con ra thì em cũng không có khả năng để đi khám bệnh nữa cả nhà. Thành ra là bệnh tình càng ngày càng nặng. Em ngồi lâu có mệt không? Dạ cô. Thôi bây giờ anh lấy cái này lại rồi em nằm em nghỉ một tí đi nhá. Em nằm em nghỉ đi. Em nằm xuống em nghỉ đi rồi để anh qua anh nói chuyện cùng với dì của em một tí. Trời ơi, nhìn cơ thể của em rất là vất vả luôn. Thế em ngồi đây nhá, em nghỉ đi. Kêu bố cũng ngồi đó nghỉ luôn nhá. Xíu nữa chồng của em về rồi anh nói chuyện tiếp nhá. Bây giờ Trọng đi qua Trọng thăm nhà dì của em tên gì Thuyên? Ca Bà Rịu à? Ừ. Để Trọng qua Trọng thăm. Dạ. Thì Trọng đã kêu được cô lên rồi cả nhà. Đi cô, mình ra quen này cho nó mát cô. Cô còn nhớ cháu không? Có. Vâng, cô đang làm gì đây? Cô đang bế. Dạ. Đây cô vào chỗ này cho nó mát này cô. Cháu gài cái này nhá cô nhá. Cô tên gì nhỉ? Cháu lại quên này. Tên Bà Rịu. À cô Bà Rịu. Tại vì ngày hôm nay thì cháu quay lại đây để cháu thăm bé Thuyên á. Ừ. Cháu mới nghe nói là mới đi viện về ngày hôm qua. Mới về hôm qua, nó bảo chuyển Sài Gòn không có tiền. Dạ. Nên là đang ở nhà. Nắng em bé kìa cô ơi. Cô đừng đi xích vào đây một tí cho nó mát. Vâng. Đây cô xích lên đây một tí. Nắng em bé, tội nghiệp em bé. Bé đang ngủ à cô? Đang ngủ mấy lúc này. Vâng. Nãy cháu mới vào trong nhà, cháu nói chuyện với Thuyên với cả bố của em rồi. Mà nãy thấy em đấy khóc quá trời. Ừ. Kêu là không biết là... Hồi nãy cháu hỏi là sao mà em khóc nhiều thế? Tâm trạng của em như thế nào? Em có gì muốn nói thì em cứ nói. Cô biết em đấy nói thế nào không?
kêu là em sợ em mất rồi em không có cơ hội để nuôi con. Đúng rồi. Nghe mà rất là tội luôn cô. Ừ. Sợ không có tiền nó chờ bình cho nên nó buồn. Bây giờ là nằm viện là mười mấy ngày lận đúng không cô? Hơn một tuần mới rồi. Từ 12 ngày ấy sợ. Từ cái ngày cháu lên là ngày đúng hôm rồi. Sau là đi luôn đúng không? Đúng rồi. Lúc đấy 3 giờ nó vừa nó ngất luôn xong là mấy thằng cháu mới về làm ấy, may ấy. Xong là đem nó kêu xe cấp cứu xong là đem bệnh viện luôn, không nên mà không đem sớm giờ thì nó mất luôn ấy. Trời ơi. Mà bệnh hồi nãy cháu vào thấy em đấy cũng mệt lắm, thì hình như có thể là nặng hơn luôn nhỉ? Phải rồi, nặng. Và bây giờ là bác sĩ kêu là đưa lên trên Sài Gòn. Đi lên Sài Gòn. Nhưng mà là chưa có đi đúng không? Chưa có tiền. À. Phải chưa đi chứ không có tiền. Ý là kia là chồng của em đúng không? Chồng của con Thuyền đấy. À em ơi, lại đây anh nói chuyện một tí. Em này hồi nãy cháu có nói chuyện điện thoại rồi. Đâu dạ, vô. Ừ chào em nhá. Em tên gì nhỉ? Dạ em tên Cá Khôn. Cá Khôn à? Dạ. Sáng giờ mình đi mượn tiền à? Dạ sáng giờ em đi mượn tiền này. Có được không? Dạ em mượn tiền người ta nhiều quá người ta không cho mượn này. À. Dạ. Sáng giờ mình đi mượn ở đâu đây? Dạ sáng giờ em đi Bản Lộc rồi đi chế Đà Tẻ. À. Dạ. Đi từ lúc 5 giờ. Đi từ sáng sớm luôn à? Dạ. Đâu em vô đây em đứng cùng với dì của em đi rồi anh nói chuyện với em một tí. Bữa giờ nói chung anh cũng lên đây anh thăm vợ em một lần rồi, anh cũng nói chuyện với cô của em rồi, với cả vợ của em rồi nhưng mà chưa nói chuyện với em lần nào á. Dạ. Ngày hôm nay thì có cả cô ở đây với cả em ở đây, em là chồng của Thuyên. Dạ em chồng. Thì anh cũng ấy luôn, tại vì anh quay lại anh thăm để xem là tình hình Thuyên như nào á. Dạ. Hôm qua Thuyên về thì cô có gọi cho anh đây. Dạ. Nên là ngày hôm nay anh lên anh thăm luôn. Thì nãy anh cũng nói chuyện với Thuyên thì Thuyên cũng nói là bây giờ là họ kêu là phải lên trên Sài Gòn gấp đúng không? Dạ đúng. Bữa giờ là em ở trên Bảo Lộc cùng với Thuyên à? Dạ em ở bệnh viện chung với vợ. À, thế là bác sĩ họ còn có nói mình như thế nào hay là họ dặn dò mình như thế nào không? Em nói anh nghe. Dạ có anh, bác sĩ kêu bệnh vợ em nặng quá kêu đi Sài Gòn. Nếu kêu đi Sài Gòn thì em lại không có tiền đi. Em vay mượn người ta, em đang đi vay mượn ấy để có tiền đem vợ em đi Sài Gòn. À, nếu mà lên Sài Gòn là lên bệnh viện nào đây? Dạ, lên Sài Gòn em đi bệnh viện Chợ Rẫy. Chợ Rẫy à? Dạ. À, em chắc nhỏ tuổi hơn anh đúng không? Dạ, em nhỏ tuổi. Em sinh năm bao nhiêu? Dạ, em sinh năm 2003. 2003? Dạ. À, vậy là hai vợ chồng gần bằng tuổi nhau à? Dạ, gần bằng tuổi. Bây giờ có cả cô ở đây này thì okay. Con của em là từ ngày sinh gửi cô à? Dạ con em là từ ngày sinh là gửi cô. À, thế bây giờ anh Trọng hỏi em này. Dạ. Thế thì bây giờ mà không mượn được tiền cho vợ đi viện thì em tính thế nào? Dạ em chả biết như nào. Em chắc chả biết. Thế thì bây giờ em nó không mượn được tiền thì cô tính thế nào đây cô? Không có tiền không biết làm thế nào luôn, vay chỗ nào cũng không có, chắc đỡ bỏ em trong để trong em trong nhà thôi. Là mình vẫn để ở nhà thôi, mình không đưa đi nữa đúng không? Ừ, tại không có tiền, nhưng mà có tiền thì mới đưa cháu đi Sài Gòn. Trước giờ là gia đình vay nhiều rồi à? Vay nhiều rồi. À. Không có trả nổi tại vì gia đình khó khăn, không có cái gì hết luôn. Chả có vườn có tật với người ta thì đang khó khăn, làm thuê làm mướn cũng khó khăn. Không có được. Thôi được rồi, bây giờ là em với cả cô đi cùng đi vô trong nhà đi để Trọng tính cho. Dạ. Trọng tính cho cái phương án để chữa bệnh cho em này. Dạ. Đi cô đi vô nhà cùng cháu nhé. Đi trong nhà cho. Này cô. Em có cái ghế nữa không? Em lấy cái ghế cho cô ngồi đi em. Với cả em ngồi đây cùng anh. Cho cô ngồi kế bên bố em kìa. Cho lấy cái này. Em là ca gì? Dạ, ca Khôn. Ca Khôn à? Dạ. Em đỡ vợ ngồi dậy rồi em ngồi kế vợ cho anh. Để anh nói chuyện cùng hai vợ chồng một tí.
Xong rồi em ngồi xuống luôn Khôn. Để anh gái cái này nói chuyện với em nhé. Bây giờ mặt của vợ là mình nhìn vô là vẫn chưa hết sưng mấy nhở. Nhìn thấy rất là tội luôn. Mà bác sĩ kêu là đi xuống Sài Gòn gấp luôn à hay là như nào? Dạ bác sĩ kêu xuống Sài Gòn gấp mày. Ý là chuyển, nếu mà mình mà có tiền là phải chuyển đi luôn trong ngày hôm qua luôn đúng không? Dạ là chuyển đi luôn này. Nhưng mà em với cả vợ là đi tính về nhà để mình xay tiền trước thì dạ. Mình mới xuống. Dạ. Hôm trước anh Trọng lên thì anh cũng trao cho gia đình 5 triệu rưỡi, mình nằm ở Bảo Lộc mười mấy ngày chắc cũng hết đúng không? Dạ. Bây giờ thì anh tính thế nào đi Khôn? Dạ. Em chả biết mượn tiền vay ai, tại vì mượn nhiều người quá nên không có tiền để trả cho người ta nữa. Thế người ta không cho mượn cho em vay nữa. Em làm công việc gì hàng ngày á? Dạ em thì người ta kêu em đi làm vườn làm rẫy, hoặc người ta kêu em thuê em đi làm gì em đi. Dạ. Kêu mình làm gì làm đấy đúng không? Dạ. Nhưng mà công việc có được đầy đủ không em? Hay là lúc có lúc không em? Lúc được một tuần thì làm được 2-3 ngày đủ tiền để mua sữa mua bím cho con. Với chả. Tại vì vợ thì bệnh rồi con, tại vì mình phải chữa bệnh cho vợ nên là mình sinh con ra là mình phải gửi cô, nhưng mà mình vẫn mua sữa mua bỉm các thứ đưa cho cô để cô nuôi con của mình đúng không? Dạ. Yeah. Con là ý là con của hai vợ chồng là mình gửi cô, là mình gửi trong lúc mà mình đang bệnh như này, sau này là nếu mà khỏi bệnh là mình sẽ đem con về mình nuôi đúng không? Hay hay là mình cho cô? Dạ mình đem về mình nuôi lại. Ý là mình gửi cô tại vì cô cũng thương mình nên là cô nuôi hộ trong cái thời gian mình khó khăn thôi đúng không? Dạ. Thấy cô này cô bên vợ à hay là cô bên dạ, cô bên vợ. Thấy cô cũng ấy nhỉ, cô cũng nhiệt tình, cô cũng nhiều tình cảm. Dạ. Vợ của em vẫn còn ho nhưng mà đỡ hơn hôm trước anh lên anh thăm. Dạ. Bây giờ anh hỏi Khôi này, bây giờ anh em mình là anh em thanh niên đúng không? Dạ. Bây giờ mình không có cái gì mà mình không có cái gì mà mình phải ngại hay là mình phải giấu ở trong lòng hết. Dạ. Bây giờ anh hỏi em là bây giờ là trong lòng của em đang có cái mong muốn hay đang có cái suy nghĩ như thế nào thì em nói cho anh biết. Dạ, em mong muốn là có tiền để chữa bệnh cho vợ khỏi là em mừng rồi. Dạ. Mong muốn là được vợ để khỏi bệnh đúng không? Dạ. Để còn chăm các con đúng không? Dạ, để ở với em nhiều lâu dài. Dạ. Bây giờ thế này. Anh Trọng nói với hai vợ chồng, tại vì hai vợ chồng em còn ít tuổi hơn anh nên là mình cứ xưng nhau là anh em. Dạ. Anh nói thuyên nghe nhá, với cả chồng của em, hai vợ chồng nghe luôn. Dạ. Bữa giờ là anh có lên anh thăm hoàn cảnh gia đình của em thì thấy vợ của em thuyên bệnh như vậy nên là anh cũng quay phim lại rồi anh cũng chia sẻ lên trang của anh. Biết được hoàn cảnh gia đình mình khó khăn nên là các cô chú mạnh thường quân ở bên anh thì xem video cũng cảm động, thấy tội nghiệp bé Thuyên nên là cũng gửi một số tiền để cho mình chữa bệnh. Bây giờ là cũng đang là cái lúc mà gấp rút nên là ngày hôm nay là anh lên để anh thăm để anh trao cái số tiền này luôn. Tại vì thường thường là anh quay phim thì có khi phải nửa tháng hay là một tháng thì anh mới kết thúc chương trình rồi anh mới trao tiền á. Nhưng mà riêng cái hoàn cảnh này đặc biệt thì hôm qua là gia đình em về, cô của hai em có gọi cho Trọng cái là ngày hôm nay là Trọng lên Trọng thăm luôn để Trọng trao cái số tiền để cho nó kịp thời, để cho gia đình có thể sắp xếp sớm nhất để đi xuống Sài Gòn điều trị bệnh cả nhà. Nói chung là gấp được chút nào hay chút đó, còn nước là còn tát. Thì bây giờ là Trọng sẽ đọc danh sách mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình của em Ca Thuyên, hai vợ chồng của em để đi chữa bệnh nha cả nhà. Bây giờ là Trọng sẽ đọc danh sách mạnh thường quân đây. Đây là một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt luôn cả nhà, nên là Trọng mới chia sẻ video lên được có nửa tháng thôi, nhưng mà Mạnh Thường Quân giúp việc số tiền phải nói là rất là lớn luôn á cả nhà ơi.
Trọng cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân sau đây đã giúp đỡ cho hoàn cảnh này. Cô Châu Lê ở Mỹ gửi 500 đô la Mỹ, chị Kim Nguyễn ở Mỹ gửi 5 triệu, chị Thảo Phan và chị My Na Lê gửi 5 triệu, chị Tâm Võ ở Mỹ gửi 200 đô la Mỹ, cô Hai ở Úc gửi 3 triệu, chị Nguyễn Minh Trang 2 triệu, chị Anna ở Mỹ 2 triệu, chị Hồng Phạm 2 triệu, chị Nguyễn Thị Kim Hồng 2 triệu, cô Hồng ở Mỹ 100 đô la Mỹ, cô chú Sĩ Linh 1 triệu 200 ngàn, anh Nguyễn Thanh Sang 1 triệu, cô Ánh 1 triệu, chị Lan ở Hà Nội 1 triệu, chị Phạm Hà 1 triệu, anh Huy ở Thanh Hóa 500 ngàn, em Trần Thị Hằng 500 ngàn, cô Lý Thị Bình 500 ngàn, anh Vũ Văn Giang 300 ngàn, chị Trần Thị Thu Nguyệt 200 ngàn, chị Ngô Thị Hương 200 ngàn, bạn Mắt Kiếng có nick Facebook là Mắt Kiếng 200 ngàn, chị Thạch Thị Sa Y 100 ngàn, chị Đặng Thị Thu Hiền 100 ngàn, chị Tai Thị Hoa 100 ngàn. Tổng toàn bộ số tiền Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình của em là 48 triệu 100 ngàn. Thì đây là cái số tiền tổng lại mà Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình của em Ca Thuyên và Ca Khôi. Ca Khôn. Ca Khôn. Dạ. Thì cả nhà thấy danh sách Mạnh Thường Quân rất là nhiều luôn. Thì từ Tết tới giờ đây là một cái hoàn cảnh mà đặc biệt nhất ở trên kênh YouTube của Trọng luôn đó cả nhà. Bây giờ Trọng sẽ trao cái số tiền này cho gia đình của em. Chào tất cả mọi người. Bây giờ ở trên tay của Trọng đây là số tiền rất là lớn. Số tiền này là bây giờ Trọng sẽ trao cho gia đình hoàn cảnh của em Ca Thuyên. Cô gái 20 tuổi mới sinh em bé nhưng mà bị bệnh nặng đó cả nhà. Phải gửi con cho bà con hàng xóm nuôi hộ. Thì hoàn cảnh của gia đình em rất là đáng thương luôn. Chắc là tất cả khán giả xem video ai cũng biết rồi. Bây giờ là Trọng sẽ trao số tiền này cho hai vợ chồng cả nhà. Bây giờ anh trao cho em cái số tiền này nhá. Để mình chữa bệnh cho vợ của mình. Dạ. Em cảm ơn anh Trọng và cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ em chả biết nói gì hơn. Dạ. Thì số tiền này là chiều nay là sẽ đưa vợ của em đi bệnh viện luôn. Dạ. Thì chiều nay là sẽ đưa em đi bệnh viện luôn nhá Thuyên nhá. Số tiền là rất lớn. Cảm ơn anh Trọng, cảm ơn các cô chú Mạnh Thường Quân, các anh chị đã giúp con một số tiền lớn để được chữa bệnh. Con thật sự cảm ơn các cô chú. Ngày hôm nay thì em nhận được số tiền này em có mừng không? Dạ có. Mừng là tại vì mình có tiền chữa bệnh thì mình lại vẫn còn cơ hội để mình thì sau này mình nuôi con đúng không? Dạ. Em có tiền chữa bệnh để được chăm con nữa. Thì ngày hôm nay thì bây giờ anh trao số tiền này cho em. Thì chắc là em tính là chiều nay hay là khi nào thì đưa vợ lên Sài Gòn luôn. Chắc tối nay em đưa vợ em đi Sài Gòn luôn. Tối nay đưa vợ đi Sài Gòn luôn đúng không? Dạ. Thì anh Trọng cũng dặn này. Tại vì hoàn cảnh gia đình của mình rất là khó khăn. Thành ra nên là Mạnh Thường Quân họ mới giúp. Nên là cái số tiền này là mình phải sử dụng cho nó kỹ càng. Và mình cất cho nó cũng thật là kỹ nhá. Tại vì Mạnh Thường Quân thì họ giúp cho mình thì họ cũng phải rất là cực khổ để họ mới kiếm được số tiền này á. Nên là mình phải cất cho kỹ. Lên trên Sài Gòn là tiền bạc phải cẩn thận nhá. Vợ em nói sao vậy? Vợ em đau. Đau à? Dạ, đen đau. Thì ngồi lâu nó đau đúng không? Hay là không ngồi nó cũng phải đau? Dạ không ngồi nó vẫn đau. Không ngồi vẫn đau đúng không? Dạ, lên cơn. Dạ lên cơn đau. Thì anh dặn hai vợ chồng một lần nữa nhá. Là tiền thì tại vì lên Sài Gòn thì mình phải cất một phần đi, mình để ở nhà hay là mình gửi vô ngân hàng gì, cái đó là hai vợ chồng quyết định nhá. Dạ. Hoặc là gửi cô rồi gửi ba gì đấy. Dạ. Xong rồi tại vì anh sợ là em đem lên hết rồi, tại vì trên bệnh viện thì đi là chắc cũng chỉ có hai vợ chồng đi thôi đúng không? Dạ. Nên là nhiều lúc rồi nằm viện rồi ngủ nghĩa các thứ nó rất là phức tạp. Dạ. Vậy nhá, anh chỉ dặn em vậy thôi, tiền bạc mình cất cẩn thận nhá. Dạ em cảm ơn anh Trọng và cảm ơn Mạnh Thường Quân ạ. Dạ em không biết nói gì hơn. Dạ. Cố gắng chữa bệnh cho vợ nhá. Dạ. Dạ em cũng cảm ơn anh Trọng rất nhiều. Cảm ơn các cô chú Mạnh Thường Quân và các anh chị đã giúp đỡ con ạ. Con cảm ơn ạ. Rồi, ok thì hai vợ chồng sắp xếp đi nhá.
lên trên bệnh viện chữa bệnh đi. Tình hình mà như thế nào thì cập nhật cho anh hay. Xin nữa cho anh cái số điện thoại của em. Xong rồi vợ của em nằm viện bệnh tình như thế nào á, thì cập nhật cho anh biết để anh cập nhật cho cô chú khán giả bên anh cùng biết. Thì bây giờ là Trọng cũng gửi một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến tất cả khán giả với cả tất cả Mạnh Thường Quân vì đã xem video của Trọng và giúp đỡ cho hoàn cảnh này. Thì đây là một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt nên là Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Thì Trọng cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều ạ. Thì ngày hôm nay là Trọng cũng lên trên này là Trọng cũng trao số tiền này cho gia đình của em rồi. Thì Trọng cũng dặn dò gia đình của em rồi, tiền bạc các thứ cẩn thận rồi, đi chữa bệnh như thế nào rồi, có tin tức gì mới thì gia đình của em sẽ cập nhật cho Trọng hay. Thì khi mà có tin tức mới nhất thì Trọng cũng sẽ cập nhật cho tất cả khán giả hay nhé, cả nhà nhé. Thì cảm ơn cả nhà đã xem cái video của Trọng. Thì chắc là bây giờ là Trọng sẽ chào tạm biệt gia đình của em để gia đình của em còn sắp xếp về càng sớm càng tốt để đưa em gái này đi lên trên Sài Gòn này cả nhà. Thế bây giờ chắc là anh đi về để cho em, gia đình em chuẩn bị sắp xếp để đưa lên Sài Gòn nhé. Dạ, em chào anh. Dạ. Làm chuyến này lên Sài Gòn là có bảo hiểm luôn đúng không? Dạ có. Có giấy chuyển viện chưa? Dạ có rồi. À đúng rồi, hôm qua là họ chuyển mình đi rồi nhưng mà em xin về đúng không? Dạ em xin về nhà. Nhưng mà họ vẫn cho giấy chuyển viện luôn. Dạ em làm giấy tờ giấy chuyển viện hết rồi. Thế chuyến này là đi thẳng một mạch lên đấy luôn? Dạ là một mạch đi lên Chợ Rẫy luôn này. Bên Chợ Rẫy luôn. Rồi ok em. Vợ em đang mệt, em đỡ vợ nằm xuống đi, cho vợ đỡ mệt đi rồi anh em mình nói chuyện sau. Đây, để Trọng nói chuyện cùng cô của hai em một tí. Bé ngủ rồi à cô? Ngủ rồi. Vâng, bé này theo cô từ nhỏ, chắc là sau này là lớn lên chắc nó đòi theo cô. Đúng rồi, nó đòi theo. Cứ lúc vâng. Nó thấy mẹ nó ốm như vậy nó sợ, đâu có theo, toàn nó theo cô thôi. Dạ. Thì bữa cháu lên thăm đây, cháu quay phim đây. Thì Mạnh Thường Quân bên cháu thấy hai vợ chồng tội nghiệp á. Thì Mạnh Thường Quân giúp cho 48 triệu. Cháu mới đưa cho hai em 48 triệu để chữa bệnh đấy cô nhá. Ừ, cảm ơn Trọng nha. Cảm ơn cháu Trọng, cảm ơn chị Hồng Quân với quét cô, các chú. Cảm ơn rất nhiều đã giúp cho các cháu chữa bệnh. Vâng, vâng. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng. À, quên, em qua đây anh dặn một tí nhé. Em qua bên này. Thì cái số tiền mà 48 triệu mấy đấy à, thì vừa chữa bệnh cho vợ với lại là em cũng mua sữa mua tã để cho cô ấy cho lo cho em bé nhá. Dạ. Ừ. Thì tại vì mình chữa bệnh, vừa chữa bệnh là vừa ấy cho cô luôn. Dạ dạ. Cô thì giữ rồi nhưng mà em vẫn mua sữa mua tã mà đúng không? Dạ em vẫn mua sữa mua tã. Ừ, ok anh chỉ dặn dò vậy thôi. Dạ. Đi ra ngồi cùng vợ đi. Dạ. Ừ. Thì nãy là cháu dặn hai em này rồi nhưng mà hai em này là còn nhỏ tuổi quá cô. Dạ. Thành ra là xíu nữa thì cháu cô dặn lại hai em một lần nữa nhá. Ừ. Tại vì tiền bạc là để cẩn thận, mình mà đem nhiều tiền quá lên Sài Gòn là cũng phức tạp lắm cô ạ. Phải rồi. Vâng. Nếu không cẩn thận thì mà cứ mất hết. Dạ. Đi cô cháu mình đi về nhà cô đi. Xíu xíu nữa thì cô qua cô dặn lại hai em nhá. Nãy giờ anh Trọng dặn thì nhớ nhá. Ừ. Cháu chào chú luôn nhá. Vâng. Nhà cô bên này đây à cô? Ừ, cô bên này. Dạ. Đây, cháu ra đây cháu dặn cô một tí. Hai em này thì thấy còn ít tuổi cũng thấy khờ khờ cô nhỉ. Đâu, cô đứng lên đây cùng cháu. Dạ, đây. Cháu thấy hai em cũng không có lanh lẹ đúng không cô? Ừ. Vâng. Thế là xíu nữa thì cô, tại vì cô thì gần đây nên là tí sữa cô qua cô dặn lại một lần nữa. Ừ. Tí nữa cô dặn. Dạ. Thế chắc bây giờ cháu đi về nhá. Ừ, cảm ơn nha. Vâng. Bây giờ là Trọng sẽ kết thúc cái video này tại đây nha cả nhà. Thì ngày hôm nay là Trọng cũng lên Trọng trao một cái số tiền rất là lớn của cô chú khán giả và Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho hoàn cảnh này rồi. Thì tình hình gia đình của em như thế nào thì Trọng sẽ cập nhật ở những video sau cho tất cả khán giả cùng xem. Một lần nữa Trọng xin nhắc lại là hiện tại bây giờ là nhóm của Trọng đang hoạt động tại khu vực Tây Nguyên, cụ thể là tỉnh Lâm Đồng. Ở khu vực trên khán giả biết được những chỗ nào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì cả nhà hãy liên hệ qua cho Trọng qua số điện thoại 0345 099 088 và 036 782 7841. À quên, cái
Ok, khán giả gọi hai cái số đấy cũng được, tại vì Trọng đọc nhầm cái số kia là số của vợ Trọng. Thì khán giả gọi số nào cũng được, gọi trực tiếp cho Trọng để Trọng sẽ lên tới nơi Trọng thăm. Nếu mà hoàn cảnh thực sự khó khăn, Trọng sẽ lên xác minh. Nếu mà đặc biệt thì Trọng với cả Mạnh Thường Quân sẽ lên kế hoạch để giúp đỡ. Khán giả xem video nhớ đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ video này cho Trọng nhé. Trọng xin chân thành cảm ơn. Cháu về nhá. Ừ, cảm ơn nha. Vâng, chào cô. Cô có gì cô vào cô dặn dò hai em này kia các thứ. Chắc là tính chiều nay đi luôn đúng không cô? Chiều nay, tối nay đi, mới chắc 12 giờ ấy. Vâng. Thôi cháu đi về đây. 12 giờ mới kịp xe. Vâng. Thế nhá, anh về nhá. Dạ. Đang lau người cho vợ à? Dạ. Ừ, thôi, anh về đây. Chào em. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Trọng đây. Ngày hôm nay anh em Trọng mới đi rừng bắt ong về mọi người ạ. Bây giờ trên tay của Trọng đang cầm tổ ong rừng khổng lồ, ong rừng gốc 100%. Hằng năm cứ từ tháng 3 cho đến tháng 7 là Trọng với cả anh em ở trong làng sẽ rủ nhau lên trên rừng bắt ong để lấy mật. Thời gian sắp tới Trọng cũng sẽ đi bắt mật ong rừng về để bán. Nếu tất cả khán giả có nhu cầu sử dụng mật ong rừng nguyên chất thì có thể liên hệ cho Trọng để mua hàng qua số điện thoại 0345 099 088 hoặc 036 782 7841. Khán giả có thể liên hệ qua Zalo hoặc là Facebook của Trọng để mua mật ong rừng nhé. Khán giả nào muốn mua mật ong rừng nguyên chất thì có thể nhanh tay nhấc máy lên gọi cho Trọng để đặt hàng. Mật ong rừng chỉ có theo mùa, từ tháng 3 cho đến tháng 7, sau khoảng thời gian này thì sẽ rất khó để mà kiếm được mật ong rừng. Nên vì vậy khán giả muốn mua hàng hãy gọi cho Trọng để đặt hàng trước, rồi Trọng sẽ đi kiếm mật ong rừng về để bán cho tất cả khán giả. Đối với mật ong rừng Trọng bán thì hàng uy tín 100%, là mật ong rừng nguyên chất từ thiên nhiên, nên là tất cả khán giả mua hàng thì đều có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm.